Một người tình nhỏ như em đâu mong được gì, đến với anh em nào muốn gì. Một người tình nhỏ như em như vì sao lẻ loi, không thể thắp lên cả bầu trời u tối. Một người tình nhỏ như em đâu mong là gì, giữa những ngổn ngang cuộc đời anh. Một người tình nhỏ như em không thể níu chân anh, em chỉ làm được một điều là yêu anh hết thân em. Một người tình nhỏ như em không thể níu chân anh, em chỉ làm được một điều là yêu hết thân. Sao gọi cho Mai từ chiều tới giờ không được vậy ta? Không biết Mai ăn cái gì chưa nữa. Hay là mua cái gì đó về cho Mai ăn luôn. Sao tự nhiên mình mắc dữ vậy ta? Chết rồi, làm sao đây? Trời ơi, chắc do hôm nay mình uống nhiều nước quá rồi. Không xong rồi. Nhà vệ sinh ở đâu ta? Thôi, tới công chuyện rồi. Bảo An, có sao không con? Chú tới rồi hả? Sao con bị tai nạn con không báo cho chú biết vậy hết trơn vậy? Chắc không phải chuyện hay ho gì nên anh trai không có báo cho chú á. Người ta nói là mất cha là còn chú, mà chú là chú ruột của tụi con nữa. Mấy chuyện này tụi con phải nói cho chú biết chứ. Thằng Bảo Bình này. Chú, nếu như có một ai đó cố tình hại con khiến cho con bị tai nạn rồi còn liệt luôn tay phải, chú có đòi lại công bằng cho con không? Nếu chuyện này là cố ý, chú sẽ băm nó ra 100 mảnh, đền cho con gấp 10 lần. Bất kể người đó có là ai đi chăng nữa. Bất cứ người nào. Nếu là anh trai thì sao chú? Con nói là Bảo Bình hả? Nó có liên quan đến chuyện này hả? Tuy con với Bảo Bình là hai đứa cháu của chú, nhưng từ nhỏ chú đã thương con rồi. Nếu Bảo Bình nó ăn hiếp con, chú sẽ đòi công bằng lại cho con. Nếu vậy thì sắp tới chắc là con có việc phiền chú. Chú giúp con tìm một bác sĩ giỏi trong thời gian sớm nhất chữa lành cái bàn tay này cho con. Đồ của tôi trong đó mà, cho tôi vô đi. Không được vào. Mai ơi, Đình nè, mình gấp lắm. Mai ơi, cứu mình nhé. Đã nói là không được vào. Bảo An, cho tôi vào. Mai ơi, cho cô ấy vô đi. Thấy bà rồi. Sao tự nhiên có người lạ trong phòng vậy? Cứ tưởng chỉ có Mai với Bảo An thôi. Chết cha rồi. Làm sao đây ta? Đứng lại đó. Đi ra đây. Tôi xin lỗi, tôi không biết là trong phòng có khách. Tôi xin phép đi trước nha. Khoan đã. La làng lên, đòi vô cho bằng được. Vô rồi thì lại đi ra. Cô coi cái phòng này là cái toilet công cộng hả? Ai đây? Dạ, con là bạn của Mai. À,
Cháu là bạn của bạn gái nó à? Dạ. Thời gian qua có ở đây chăm sóc cho tôi hả? Ừ. Tôi và Mai thay phiên nhau. Mai trả cho cô bao nhiêu tiền? Anh nói vậy là sao? Cô đừng có nói với tôi là vì tình nghĩa với Mai nên cô ở lại đây chăm sóc cho tôi mà không có bất kỳ một lợi ích nào. Tôi... Thôi được rồi, tôi không có cần biết là Mai trả cho cô bao nhiêu tiền. Chỉ cần khoảng thời gian sắp tới cô tiếp tục ở lại đây chăm sóc cho tôi sẽ trả cho cô gấp đôi. Anh nói thật hả? Tôi lừa cô làm cái gì? Ôi, được rồi, có người chăm sóc con vậy là được rồi. Con giữ sức khỏe nha, nhớ chăm sóc cháu tôi. Tôi không bạc đãi cô đâu. Chú đi đây. Dạ, chào chú. Thôi An, Mai đâu rồi? Cô dìu tôi vô toilet đi. Ờ, cẩn thận á. Nước biển. Bảo An, Mai đâu rồi? Anh có thấy Mai đâu không? Bảo An, trả lời tôi đi. Không biết. Sao lại không biết? Hồi lúc chiều anh tỉnh dậy anh có thấy Mai không? Anh đừng có nói với tôi là anh cãi nhau với Mai nha. Nè, tôi đang nói chuyện với anh đó. Anh đừng có nói là anh đuổi Mai đi rồi nha. Hồi chiều tới giờ tôi không liên lạc được với Mai. Bảo An, Bảo An, trả lời tôi đi, Mai đâu rồi? Cô ấy nói nhiều quá, bị tôi đuổi đi rồi. Sao lại? Ôi, cô bị điên hả? Đúng, mọi kế hoạch là do tôi bày ra đó. Mục đích hả? Là tài sản của anh đó. Anh nghĩ là tôi yêu thương anh thật lòng sao? Trên đời này, thứ mà tôi yêu nhất chỉ có tiền mà thôi. Cắt. Chị cảm ơn. Mai. Dạ, chào anh. Em làm tốt lắm, em không ngờ em lại diễn tốt như vậy. Em còn trẻ mà, tốt quá. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Ok, tạm dạ. Ha. Ok, cảm ơn em. Dạ. Ok, xong. Wow, đẹp thiệt. Nhưng mà em thấy cô đơn quá à. Ừ, nhìn có vẻ buồn ha. Anh vẽ thêm anh vào đi. Phải có anh nữa thì bức tranh mới vẹn toàn được. Tôi biết ngay mà, cái gì cũng phải có tôi vô mới được á. Sơ. Rồi, ok chưa? Tuyệt vời. Em để lộ clip như thế này là không được rồi Mai. Bao nhiêu hợp đồng nhãn hàng bị hủy hết rồi, em biết không? Cái này là chuyện cá nhân của em. Đâu phải là lộ clip nóng hay là clip nhạy cảm gì đâu. Em là diễn viên tuổi teen, hình tượng ngây thơ trong sáng. Mà bây giờ em để lộ clip với bạn trai, mà bạn trai của em lại là người chuyển giới nữa. Em nghĩ không có ảnh hưởng nào sao Mai? Chứ bây giờ anh muốn em phải làm sao? Còn sao nữa, post bài ngay. Nói rằng người ta đeo bám em, không có chịu buông. Những cái người mà trong LGBT đeo bám dữ lắm. Em chỉ cần nói về chủ đề này thì chắc chắn mọi người sẽ tin em. Nếu như mà em nói không thì sao? Thì tất cả hợp đồng của em sẽ bị hủy, vai diễn sắp tới của em sẽ bị đai. Được, tiêu tan thì tiêu tan. Không làm được nghề này em có thể làm nghề khác. Còn đối với anh ấy thì không. Trên đời này
Anh ấy chỉ có một. Mai! Đi hả Mai? Bà không chấp nhận. Bà không thể nào chấp nhận. Con không hiểu sao bà lại không chấp nhận. Rõ ràng anh ấy là một người tốt, lại còn rất yêu thương con nữa. Nè, con trả lời với ba mẹ như vậy hả? Ba mẹ nuôi con khôn lớn, cho con học hành đàng hoàng, mà con đối xử với ba mẹ như vậy sao? Con trả hiếu cho ba mẹ như vậy đó hả? Rồi cái sự nghiệp diễn xuất của con nữa. Bây giờ á, cứ mở điện thoại lên là báo chí đang ầm ầm con quen với người chuyển giới. Ba mẹ thậm chí còn không dám giác mặt ra đường. Hết người này cười tới người kia chê. Bây giờ con muốn ba mẹ sống sao đây? Con còn nhỏ, sự nghiệp của con còn dài lắm. Không làm diễn viên thì con có thể làm một nghề khác. Sao ba mẹ cứ ép con phải bỏ anh ấy? Còn người ngoài, họ có nói gì thì mặc kệ họ đi ba. Mất dạy. Trời ơi, đừng đánh con mà. Bây giờ nếu mày chọn nó thì mày biến đi. Ngay lập tức biến. Đừng ba. Đừng. Ba đuổi thì con đi. Con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy anh ấy là một người tốt. Hy vọng ba mẹ sẽ chấp nhận được tụi con. Đừng mà Mai. Mai ơi đừng có bỏ đi mà. À đứng lại đó. Mai. Em bỏ mọi thứ để chọn anh. Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Từ giờ anh phải đối xử được tốt với em đó. Biết không? Anh hứa. Nhất định. Khóe mi ướt nhòa, đành để anh xa rời em. Ngày từng ngày bão tố xua đi em đêm, từng đêm đã bước qua cùng nhau. Cay đắng lẫn khổ đau, mà tại sao trôi qua mây tạnh lại em không tốt. Là em phản bội anh. Em không lúc trách em anh đi, nhưng mà bảo em không còn chi. Tại sao anh lại không tin em? Rồi mình đành bối xóa đi bao. Đừng động người tôi. Còn gì. Nếu như không chứng kiến cảnh cô lên giường với anh trai tôi thì tôi đã bị những cử chỉ giả tạo này của cô làm cho cảm động đến chảy nước mắt. Còn yêu thương mà đánh cầm nín. Đời nặng trên vai Mày. Anh ơi, đâu có dễ buông xuôi. Tôi không trả cho C. Em không cần phải giữ nữa. Đã chót yêu anh thật nhiều, muốn nói anh nghe nhiều điều. Với trái tim đang từng ngày lạnh lùng khó liêu, mà không thể cất lời dù em là người có lỗi. Đời nặng trên vai anh ơi, đâu có dễ buông xuôi. Một lần yêu, một lần khổ đau nhiều. Hãy để cho em dừng lại, hãy để duyên ta dừng lại. Mày. Đến với anh trên đoạn đường lạnh lùng chia hai. Giọt nước mắt em rơi, niềm xót xa không thể vơi. Mai, em tỉnh rồi hả? Em có đói bụng không? Anh mua đồ ăn cho em nha. Tôi không ngờ là anh vẫn còn mặt mũi để gặp tôi. Mai, anh định không kể cho em nghe chuyện này. Vì thêm một người biết thì sẽ càng nguy hiểm. Nhưng ngày hôm qua anh chứng kiến sự dại dột của em, anh rất sợ Mai à.
Anh hy vọng em coi qua tờ giấy này, em sẽ sáng suốt hơn để không rơi vào bẫy của kẻ thù. Cái này là cái gì? Hôm bảo an bị tai nạn, anh đã nghi ngờ, cho nên đi xét nghiệm máu. Kết quả trong máu của anh có chất kích dục, còn là loại cực mạnh, khiến anh mất hết lý trí, không kiểm soát được bản thân của anh. Anh nghĩ là tôi tin anh hả? Khi không, trong người anh lại có cái thứ quái quỷ này. Anh nói đi, tôi phải tin anh làm sao đây hả? Em bình tĩnh đi Mai. Em quen bao anh 4 năm, cũng là biết anh 4 năm. 4 năm qua anh sống như thế nào, em là người biết rõ mà. Anh có giống loài cầm thú không? Rồi sao nữa? Anh là người tốt thì sao? Anh có trả lại được sự trong sạch cho tôi không? Anh có xóa đi được vết nhơ này không? Anh có khiến cho bảo an quay về và tha thứ cho tôi không? Anh nói đi, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Nói đi. Anh dậy rồi hả? Tôi biết là tôi đẹp trai, nhưng mà lần sau tôi đang ngủ đừng có nhìn chậm chậm tôi vậy nữa, bất lịch sự á. Giờ tôi vô nhà vệ sinh. Rồi, hôm nay kiểm tra lại huyết áp và truyền thêm thuốc nha. Cả nhà của anh năm nay chắc bị tâm tai quá ha. Em trai thì bị tai nạn xe, bạn gái của anh trai thì suýt chết đuối. Xui quá ha. Cô nói gì? Bạn gái của anh trai? Ai? Thì cái cô trong Mai hôm bữa tới chăm sóc anh chứ đâu. Cô bị đuối nước mới được đưa vào cấp cứu. Ủa anh không biết gì hả? Cẩn thận. Cô ấy nằm ở đâu? Hả? Tôi hỏi cô ấy nằm ở đâu? Cô ấy nằm ở trên phòng điều trị bên trên á. Bố em, cẩn thận. Mình nói chuyện này cho bà An biết đi. Đêm hôm đó không phải là lỗi của anh, cũng không phải là lỗi của em. Mình nói ra hết đi, nhất định ba anh sẽ tin mình mà. Không được Mai à, không được cho bảo an biết. Tại sao lại không được? Anh không biết rõ ai là người bổ thuốc anh, nhưng anh biết rất rõ mục đích của nó. Nó muốn chia rẽ tình anh em của tụi anh. Nếu như lần này nó thất bại thì lần thứ hai người nó nhắm tới là bảo an. Anh thà mình bị trúng kế còn hơn để bảo an bị nguy hiểm. Vậy tại sao anh không nói cho bảo an biết, rồi cả ba người cùng tìm cách giải quyết, vạch trần người đó ra? Là phòng này. Chúng ta có con rồi. Anh nói gì? Em có thai rồi. Có con. Làm sao có chuyện đó được? Có thai? Sao Mai lại có thai được? Bình tĩnh đi Mai. Con con. Mai à, em bình tĩnh đi Mai. Mai, em bình tĩnh đi mà Mai. Là sao bảo an tha thứ được cho em đây? Làm sao đây? Cũng chẳng còn đâu khi em bình tĩnh đi. Anh hứa sẽ lo cho em và con mà Mai. Mà bình tĩnh nha. Mai. Mai. Bình tĩnh nha. Chiều nay cơn mưa ngoài kia dẫn lối, con tim càng thêm rối bời. Ta đang
sao trời xưa như tôi bị làm sao vậy? Sao khi không còn nghe tiếng nói, bao nhiêu niềm vui mất rồi, ai đang chờ hay nói? Em đã gọi đó là sẽ mất chưa? Em đã từng hỏi mình mất nhau chưa? Ta vẫn còn đó lời hứa khi xưa, những ngày cùng nhau dạo dưới cơn mưa. Phải nói là anh cầm tao cho nghệ lên, cho mình cầm bao nghệ mọi thứ sẽ có. Thật cũng có thể trẻ con cũng chẳng ta nhé. Mình sẽ gặp lại hai bạn trẻ chứ chúng ta đã còn nhớ quên. Quá khứ nơi cố gắng vẫn là quá khứ, không thể thay đổi được hiện tại, không có nhau nhưng vẫn thầm ấm nỗi tiếc đau thương trong tim khư khư.